lựa chọn xe dung dưỡng phù hợp với làn da của mình là điều mà mọi cô gái luôn quan tâm. Mong muốn có được làn da trắng sáng, mịn màng để chị em có thể tự tin khoe da với mọi người. Nắm được mong muốn tìm hiểu về dòng xe dung nào tốt và phù hợp, shop giúp bạn trẻ đẹp đã khám phá ra một sản phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám có thể đáp ứng đủ mọi tiêu chí của các bạn, đó là xe dung B5G đi sở Hàn Quốc. Nhưng chị em vẫn thắc mắc xe dung B5G đi sở này dùng cho da gì? Hãy cùng shop tìm hiểu câu trả lời này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Cejum B5 Derma Skin của Hàn Quốc với công thức mà hãng công bố thì sản phẩm có khả năng dưỡng da hoàn hảo, cấp ẩm và ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Hơn nữa, zoom B5 Derma Skin là sự kết hợp hoàn hảo giữa axit hyaluronic tự nhiên với khả năng dưỡng ẩm mạnh mẽ cùng niacinamide, không chỉ giúp dưỡng ẩm da từ sâu bên trong mà còn giúp làm mờ nếp nhăn và làm trắng da. Bằng những thành phần nổi bật có trong sản phẩm rất phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là nếu chị em có làn da thâm sạm, không đều màu làn da mụn thì bạn có thể lựa chọn ngay tinh chất của thương hiệu Zedi Skin, Sezum B5 để tin dùng nhé. Nhắc đến công dụng của Serum B5 Zedi Skin thì chắc chắn phải kể đến đó là khả năng dưỡng ẩm mạnh mẽ không chỉ giúp dưỡng ẩm cho làn da từ sâu bên trong mà còn giúp làm mờ nếp nhăn và trắng sáng da tự nhiên nữa. Đồng thời với tinh chất có chứa thành phần Pro Vitamin B5 giúp làm cho làn da bị tổn thương và sần sùi trở nên mềm mại hơn, hơn nữa em này hoạt động như hoạt chất tăng cường để hấp thụ vitamin C và nâng cao tác dụng vượt trội của Cerum B5. Ngoài ra, sản phẩm vừa cấp nước, phục hồi da, vừa củng cố hàng rào bảo vệ làn da, làm cho làn da trở nên trắng sáng, mịn màng và khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, với bảng thành phần kết hợp, với niacinamide có khả năng tạo một lớp màn bảo vệ da trước sự tấn công của tia UV nữa nhé. Cerum B5 Ready Skin hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán Cezume B5 Sở Skin, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.